Ngày 185. Chị nhớ mình đã tìm nửa tiếng mới tìm được. Ở đây mình chỉ chúng mình. 我记得我们找了半个小时才找着。 我记得的我们找了半个小时才找着。 我记得我们找了半个小时才找着。 我记得我们找了半个小时才找着。 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Trước đây học ở trường đại học nào? 以前在哪所大学读书? Tải về. 下载. Rất quen thuộc. 很熟悉. Trông có vẻ như. 看起来. Vị rất ngon, rất thơm. 味道很好,很香. Chỉ lớn hơn mình 2 tuổi. 只比我大2岁. Nói chung là. 总之. Vừa rồi là chị ruột. 刚刚是亲姐姐. Luyện tập nói tiếng Trung. Luyện tập giảng Trung Quân. Không cần cố đi ôn từ mới và bài khóa gì nữa cả. Bú dùng khờ ý chú ý phụ xí sân chứ hờ khờ vấn sớm mơ. Không cần vội, từ từ thôi. Bú dùng chí, mạn mạn lái. Mỗi một ngôn ngữ đều là như vậy mà. Mấy cơ ủy yến đâu sư chế yàng zi de. Có sắp xếp gì, có an bài gì? Yǒu shěme an pái? Thời gian qua nhanh thật. Shí jiān guò de zhēn kuài. Nhanh lên chút. Kuài diǎr. Thời tiết mát mẻ. Thiên chi léng khoải. Không tìm thấy bãi để xe. Rào bố tàu thính chưa chẳng. Chính là nó. Chiều sử tha. Lần đầu tiên đến không quen đường. Tí xử lái bù sứ lủ. Chỗ để xe chị phải nhớ kỹ đấy nhé. Thính chứa vậy, ní khớ yào chị hào. Lần trước quên mất vị trí để xe. Sẵn sư vàng chị thính chứa vậy chứ. Quá thảm đi. Háo chán à. Tìm quá vất vả. Rào đỡ khó xin khủ. Nửa tiếng đồng hồ mới tìm thấy.
半个小时才找着。